sau hơn 2 tháng phục vụ du khách tham quan Bảo tàng áo dài tại khu nhà vườn Long Thuận, số 206/19/30 Long Thuận, phường Long Phước, quận 9, đã có tên trong danh sách bầu chọn 100 điểm đến thú vị của thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây, du khách không chỉ được ngắm cảnh thiên nhiên xanh mát, chiêm ngưỡng những bộ áo dài có tuổi đời hàng trăm năm, mà còn được tìm hiểu văn hóa mặc của người Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, nghe cô bạn Khánh Vân là Miss Áo Dài Nữ Sinh 2013 kể về những điều thú vị của bảo tàng này. Nên là ngày hôm nay Tuyết Vinh quyết định là phải nhờ cô ấy đưa mình đến đây tham quan mới được. Khánh Vân nè, không biết bạn đến bảo tàng này được bao nhiêu lần rồi? Em đến đây chắc cũng khoảng 3-4 lần rồi chị. Nhưng mà đặc biệt thì cái hôm mà khánh thành cái bảo tàng áo dài này thì em cũng được anh Sĩ Hoàng mời tham dự. Từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cho xe di chuyển sang đại lộ Võ Văn Kiệt, qua hầm Thủ Thiêm đến đại lộ Mai Chí Thọ. Sau đó cho xe rẽ phải sang đường Nguyễn Thị Định. Khi vừa đổ dốc cầu dòng ô tô thuộc quận 2, chúng ta cho xe rẽ trái sang đường Nguyễn Duy Trinh và tiếp tục điều khiển xe theo chiếc xe buýt số 88 là đến bảo tàng áo dài. Từ trung tâm thành phố đến bảo tàng áo dài cũng đâu có xa lắm đâu, phải không chị Vinh? Ừ, đúng rồi. Hình như là mình tám vài câu chuyện là đã đến nơi rồi đúng không? Dạ. Quý vị khán giả thân mến, chủ nhân của bảo tàng áo dài chính là họa sĩ nhà thiết kế Sĩ Hoàng. Sau 12 năm kiên trì theo đuổi ý tưởng và thực hiện thì cuối tháng 1 vừa qua anh đã mở cửa bảo tàng để phục vụ công chúng tham quan. Bây giờ thì chắc là mình mua vé vào ha. Dạ. Rồi, cho chị hai vé vào cổng nha. Bảo tàng áo dài nằm giữa không gian xanh mát của khu nhà vườn Long Thuận. Đến đây tham quan, chúng ta được hòa mình vào một không gian thuần Việt từ kiến trúc, nội thất đến hệ sinh thái sạch và xanh. Yêu thích nét hoài cổ của khu nhà vườn được mô phỏng theo lối kiến trúc Hội An, nên Tuyết Vinh và Khánh Vân quyết định chọn khu vực này tham quan đầu tiên. Những ngôi nhà bé bé là các gian hàng bán quà lưu niệm cho khách tham quan. Điểm tham quan tiếp theo của Tuyết Vinh và Khánh Vân chính là khu nhà trưng bày cố định. Ngôi nhà rường cổ kính này hiện lưu trữ hơn 3.000 bức ảnh áo dài xưa và nay cùng nhiều tư liệu quý về chiếc áo dài Việt Nam. Ngoài ra nơi đây còn trưng bày 36 bộ áo dài qua các thời kỳ. Du khách có thể chiêm ngưỡng bộ áo dài tứ thân thế kỷ 17, áo dài năm thân thế kỷ 18, áo dài cát tường đầu thập niên 1930, áo dài hở cổ thập niên 1950 và áo dài hippie thập niên 1960. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị khán giả, để giúp cho những khách tham quan ở đây có thể cảm nhận trọn vẹn được vẻ đẹp của những hiện vật thì những chiếc áo dài không được trưng bày ở trong tủ kính mà được trưng bày ở một không gian mở như thế này. Và điều đặc biệt là những hiện vật ở đây được trưng bày trong một ngôi nhà rường bằng gỗ, có vẻ như không gian cổ kính này đã giúp cho những chiếc áo dài xưa cũ trở nên giá trị hơn rất nhiều. Vân, để nãy giờ đi tham quan thì Vân có nghe được mùi hương gì rất là đặc biệt không? Dạ, chị có biết không, để bảo quản những chiếc áo dài ở đây thì nhà thiết kế Sĩ Hoàng đã dùng những hạt đinh hương thay cho lông não để bảo vệ những chiếc áo dài ở đây. À, chào dạ. Miss Áo Dài. Dạ, em chào. Có phải đây là bạn Thuyết Vinh đó không? Dạ, dạ phải. Dạ, đúng rồi anh. Vì là nghe Khánh Vân giới thiệu rất là nhiều về bảo tàng áo dài với rất nhiều những điều thú vị nên là hôm nay mới nhờ Khánh Vân đưa đến đây để có thể tận mắt chứng kiến cũng như là tìm hiểu thêm. Không biết là trong tất cả những cái tảo dài mà anh trưng bày ở đây thì những tảo dài nào là anh cảm thấy tâm đắc nhất thì có thể giới thiệu với Vân và Vinh một chút được không ạ? Bây giờ thì anh sẽ giới thiệu em. Đây là một cái áo dài được cắt tân hết sức là đặc biệt. Nó như là một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển áo dài Việt Nam. Bởi lẽ là trước đó thì áo dài tứ thân, năm thân nó vẫn là một cái áo dài nó đẹp, nó tha thước nhưng nó không dám khoe cái vẻ đẹp của cơ thể người phụ nữ. Nhưng tới cái áo này thì do ảnh hưởng của nền văn hóa Pháp cho nên là cái phần thân trên nó đã được may khá là ôm và vẫn giữ lại phần tà và mặc với quần thay vì đã mặc với váy trước đó. Vậy thì không biết đây có phải là chiếc áo dài Lemur rất là nổi tiếng không anh? Bạn nói rất là chính xác. Bởi vì đó là một cái mẫu áo dài được họa sĩ Nguyễn Cát Tường. Khi ông vẽ áo dài thì ông lấy cái tên là áo dài Lemur.
Lemuria có tiếng Pháp có nghĩa là cái tường. Và ông đã tạo ra những cái áo dài nó hết sức là mới. Nếu không muốn nói rằng là có thể là một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho thời trang Việt Nam. Anh giới thiệu tiếp với em đây. Đây là một bộ áo dài cưới ba đời của gia đình bà Tôn Nữ Thị Ninh. Đây là áo cưới của thân mẫu bà, của bà và của con dâu bà. Cái áo này làm bằng chất liệu gì mà qua rất là nhiều năm mà cái màu rất là đẹp và giữ được rất là lâu ạ? Vâng, biết không, do cái áo này được dệt bằng lụa. Và để nói lên một cái trình độ dệt lụa nhuộm hết sức là giỏi của ông bà mình ngày xưa. Vì ngày xưa tơ lụa Việt Nam cũng là một trong những cái con đường tơ lụa để đi khắp thế giới. Vì thế nên mình qua cái mẫu hiện vật này mình càng thêm tự hào về một cái nghề dệt lụa. Cho nên đó là cũng lý do tại sao mà sau này các nhà thiết kế Việt Nam nói chung và riêng anh nói riêng thì hay chọn chất liệu lụa Việt Nam để thiết kế nên những cái bộ sưu tập của mình. Trong khu trưng bày áo dài Việt Nam qua các thời kỳ, họa sĩ, nhà thiết kế Sĩ Hoàng còn trưng bày áo dài của những người phụ nữ Việt Nam đã có nhiều đóng góp lớn cho đất nước, như áo dài của nữ tướng Nguyễn Thị Định mặc khi tiếp các phái đoàn nước ngoài đến Việt Nam từ ngày bà còn hoạt động trong chiến khu, áo dài của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và nhiều tặng phẩm khác của các nữ họa sĩ, diễn viên. Anh muốn giới thiệu đây là một cái bộ áo dài được mặc trên sân khấu trong vai bà mẹ của nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam trong vở Lá Sầu Riêng. Chúng ta thấy một cái bộ áo dài đen rất là mộc mạc cùng với cái khăn rằn và cái khăn cột đầu cùng với đường vuốt mộc. Vai diễn không phải là một vai chính trong toàn bộ áo dài. Nhưng mà với cái sự xuất hiện của bà nó thể hiện lên trọn vẹn cái sự hy sinh vô bờ bến cho người con của mình. Và chính trong cái cảnh diễn của bà đã lấy nước mắt của hàng triệu khán giả rất nhiều thế hệ. Và khi bà mất đi thì chiếc áo này là một kỷ vật vô giá của nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Thế nhưng khi được biết bảo tàng mở cửa thì nghệ sĩ Kim Cương đã tặng. Đây là khu trưng bày áo dài theo chủ đề. Cứ 2-3 tháng một lần, họa sĩ nhà thiết kế Sĩ Hoàng thay đổi chủ đề trưng bày cho khách tham quan chiêm ngưỡng. Hôm nay Tuyết Vinh và Khánh Vân được xem bộ sưu tập áo dài hiện đại có chủ đề là hoa do anh Sĩ Hoàng thiết kế. Thưa anh Sĩ Hoàng, Tuyết Vinh được biết là phải mất đến 12 năm để anh có thể hoàn thành khu bảo tàng áo dài này. Vậy thì từ khi nào anh bắt đầu có ý tưởng thành lập nên bảo tàng ạ? Tại sao ở nước ngoài họ có những cái bảo tàng hết sức là bình thường, ví như bảo tàng diêm, bảo tàng móc khóa, bảo tàng tóc. Trong khi đó một cái áo dài của mình nó không phải chỉ là tấm áo không đâu. Nó là giá trị văn hóa, nó là chứng nhân lịch sử. Nó tác động đến yếu tố về giáo dục. Tại sao nói những điều này? Phải chăng là khi hai bạn hoặc là tất cả những người khác mặc áo dài lên thì dù mình có cá tính cỡ nào thì mình cũng điều chỉnh lời ăn tiếng nói, dáng vẻ của mình nó đầm thắm dịu dàng hơn, và nó buộc cái người tiếp xúc với mình cũng phải có một cái cách giao tiếp rất là trân trọng. Vậy thì áo dài mình đẹp như vậy, hay như vậy, tại sao không có một bảo tàng? Với cái phong cảnh tuyệt đẹp ở nơi đây và những bộ áo dài rất là bắt mắt, thì anh có thể cho em và chị Tuyết Vinh có thể được mượn một vài bộ áo dài để thực hiện một bộ ảnh thật là đẹp tại bảo tàng áo dài được không anh? Chắc chắn rồi, anh rất là sẵn lòng. Anh Hoàng thấy là Tuyết Vinh và Khánh Vân sau khi mà diện trang phục này thì như thế nào ạ? Đẹp hơn lúc chưa mặc áo dài của anh. Cảm ơn anh Sĩ Hoàng rất nhiều ngày hôm nay đã tạo điều kiện cho Khánh Vân và Tuyết Vinh được tham quan bảo tàng. Còn bây giờ thì xin phép anh Sĩ Hoàng cho Tuyết Vinh và Khánh Vân được đi chụp một bộ ảnh để kỷ niệm ngày hôm nay đã đến thăm bảo tàng. Chắc chắn là hai bạn sẽ có một bộ ảnh hết sức là đẹp. Tung bay
dù có đi xa, trong tim là cả quê hương. Quý vị khán giả thân mến, với quan niệm sống không phải là để lại một cái tên mà để lại một giá trị, họa sĩ nhà thiết kế Sĩ Hoàng đã sáng lập nên Bảo tàng Áo Dài để tất cả những du khách nước ngoài cũng như người Việt Nam có thể hiểu thêm về văn hóa mặc của người Việt thông qua quốc phục là áo dài. Và cũng chính vì ý nghĩa đó mà khi đến thăm Bảo tàng Áo Dài thì giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đã cảm hứng đề hai câu lục bát: đơn sơ hai mảnh tuyệt vời, thân sau vạt trước nên lời nước non. Cũng hơi tiếc nhưng mà chắc là bây giờ đã đến lúc mình về rồi, chúng ta đi thôi Vân ơi.